thấy bao nhiêu người quanh đây buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà niềm vui bao la, từ khi chào đón mấy chú rể tân, vậy lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu chưa đủ sai sung, một gia đình mới chưa chan niềm yêu thương. Làm gì vậy? Chị ba, nửa đêm nửa hôm chị làm gì trang điểm vậy? Kể giống chị. Ma quá hả? Nè, cái gì? Kể chị. Chị muốn gặp hoàng tử trong mơ của chị. Kể chị đi. Được chuyện quá. Nhớ ma quá. Ba, ở đây con thấy lạnh. Nghe gì không phải. Nửa đêm nửa hôm ai nói gì vậy? Sao tự nhiên có tiếng khóc than vãn ở đây? Xoài ơi, em có biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay thứ bảy mà. Thì đúng rồi, nhưng bữa nay là ngày rằm tháng bảy đó. Ma cô hồn. Mỗi bữa đâu có đâu. Ở đây em có nghe cái gì bao giờ đâu. Thì đó. Giờ sao chị? Không biết nữa. Giờ mắt tôi lét mà không có dám đi nè. Mình đi xuống phòng của má đi. Ở dưới có ba người, má sẽ bảo vệ cho mình. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, má ơi, con đi má. Cho con vô đi, con sắp chết. Má ơi. Chị ơi, có khi nào là má ngủ rồi không? Hay là bây giờ mình chạy lên phòng mình đi, mình trốn ở chỗng đi. Không được đâu, hồi nãy chị ra chị quên khóa cửa. Giờ này chắc con má đang chơi trong phòng mình á. Bây giờ tính sao? À biết, đạp cửa vô đi. Đạp cửa vô đi, lỡ là liều luôn đi. Chơi luôn nè. 1, 2, 3. Vô nhanh lên. Má sợ muốn chết luôn à. Con muốn xỉu luôn à. Bây giờ chị... Má ơi, má bị sao vậy? Má bị đau bụng hả? Một cái sự khó chịu nhẹ nhẹ trong thận của má. Má ơi, con hiểu mà. Con cũng y chang má. Mà suốt đêm má không có dám đi. Ai? Con cũng vậy á. Kiểu này mà chờ tới sáng chắc bể bụng quá à. Thôi vừa dắt má đi đi. Ừ, dắt má đi đi cô. Em dắt má với chị đi đi. Giật mình à. Tại vì nội thấy có ba con gấu trúc nó sống chuồng. Gấu trúc sống chuồng hả nội? Ừ. Trời ơi, kỳ này có tin hết rồi. Con sẽ trở nên nổi tiếng. Con sẽ đi săn gấu trúc. Đi nội. Gì vậy? Gì vậy? Đi kiếm gấu trúc. À, nhưng mà bây giờ biết nó ở đâu mà kiếm nội. Nội biết, nội biết.
Má nội biết hả? Ừ. Đâu vậy? Ở đâu nội? Đi. Trong nhà mình, ba con gấu trúc ở trong nhà mình, ở trong nhà mình đây nè. Trời đất ơi, trời đất ơi. Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy nội? Chỉ không đi nổi. Ở đâu vậy? Một con gấu mẹ và hai con gấu con. Nhìn lên mặt tôi quay đi. Tôi kìa, giờ tôi nè. Nè. Nhìn lên tôi quay coi. Trời đất, cái làm cái gì mà sáng sớm như chết rồi vậy, hai con mắt kìa. Con mắt con quỷ này nè, thụt lúc vô à. Lý do, nói nghe coi. Nguyên đêm qua đâu có ngủ đâu. Tại sao? Tại sao không ngủ? Nói cho bà nội biết đi mấy đứa. Dưa. Dạ. Nói đi con. Còn xuống dữ lắm rồi. Nội biết không? Dạ. Đêm qua đó, trên phòng khách nhà mình có ma. Cái con ma đó đó nội, nó khóc nguyên một đêm luôn. Trời chị má. Trời má cũng nghe luôn. Mình nội cũng nghe nữa hả? Nghe. Nội có sợ không? Má, không. Má con có chút ý kiến nha má. Nội. Không phải ở phòng khách không đâu. Con leo lên cái sân thượng mà con nghe nó khóc. Chắc là nó bị chết hoang nha má. Nội vậy cho tỉnh táo coi. Làm cái gì mà giống như chết rồi vậy hả? Dạ. Thưa nội con đi làm. Ừ. Thưa má con. Thầy ơi. Nên được không? Làm như vui lắm vậy. Xuống mà cười có tràn vậy à. Trời đất ơi. Nhìn mọi người nhìn mặt thấy vui lắm hay sao con cười dữ vậy? Dạ không. Không có vui sao cười kỳ vậy? À, bộ hôm nay má đổi gu à, với lại em xoài nữa à, đổi gu trang điểm giống như chị vừa hả? Trời ơi nhìn mặt tôi vậy mà nói tôi đổi gu trang điểm rồi. Trời ơi hay quá, mới thấy con ha, hiểu tâm trạng cả nhà vậy trơn, nói giọng đó nữa. À, dạ không, bây giờ thì con hiểu rồi. À, không phải đổi gu trang điểm mà là mắt bị thâm. Dạ vậy thôi con xin phép má con đi làm. Dạ thưa nội con đi làm. Chào em, chị đi làm nha. Chào chị, em đi làm. Hai này nó cũng có phước ghê. Nó sanh con đứa gì đứa khác, không đứa nào giống tánh nhau. Con này nó có chồng rồi mà sao nó cũng bị điên vậy? Dạ. Dạ. Con tưởng nó giảm bớt, ai ngờ nó tăng hơn đó. Má, làm như nó không phải người nhà mình. Nó biết mình thức khuya mà nó không biết vì sao mình thức khuya. Mình sợ ma mà. Nội sợ ma quá nội ơi. Giờ tụi con sợ quá, không biết anh Minh trở nữa. Dạ. Nội có cách nào giúp tụi con đi? Yên tâm đi, nội sẽ trục xuất con ma này ra khỏi cánh cửa nhà ta. Chừng nào nội? 1 giờ đêm. Mà sao mới đi lên đây vậy? Thì đó. Tụi bay còn làm gì nữa không? Chuẩn bị đi bắt ma. Hả? Cái gì? Đi bắt ma hả? Ừ. À, thôi, nội đi mình đi. Ở nhà mình nội lớn nhất, nội đại diện đi. Nội. Nội lên trên đó bắt ma. Hay là nội lên trên đó cho ma nó bắt. Trời ơi. Tụi bay yên tâm đi. Tao có đồ nghề hết trơn rồi. Trời ơi con ma mà tới là nó banh xác liền. Nội. Đồ nghề gì vậy nội? Gạo nếp nè. Máu gà nè.
chuẩn bị hết trơn hết trọi rồi. Con ma nó vừa xuất hiện mình quăng vô là nó chết liền. Đi 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 đi. Má đi trước. Tắm tắm đuôi má đi trước. Má. Mày làm gì vậy? Gì vậy? Chị tới rồi. Chị nào? Không. Chị má. Má ơi, làm gì? Làm gì bây giờ má? Làm gì? Tung đồ gài ra, tung đồ gài ra. Tung đây hả? Trời ơi, tung sao chị? Tung nghe kìa. Cần con nội. Ủa, má xong rồi. Khoan, con ma gì mèo. Làm cái gì mà la dữ vậy? Cái tiếng này quen quá hả? Sao giọng quen vậy? Giống mà bật đèn. Má chiếu chiếu giùm con cái gì đó cái trời ơi nghe kìa. Trời ơi. Mày làm gì vậy nhở? Tao nhớ cả. Trời ơi mày làm cái đứng tim hết trơn à. Trời ơi trời. Anh làm hết hồn à. Cái gì vậy? Trời ơi, sao mà tự nhiên ý, nó làm còn... gì má? Ủa, anh ở đây. Con ma ngoài cửa nó rồi. Ê trời ơi, còn con ma. Má ơi, mở cửa cho con. Ủa. Ôi, sao tiếng trong tiếng đủ vậy? Nó ra mở cửa cho chị. Lẹ lên đi bà ruột cho nó. Lẹ lên con ơi, để bà ruột cho con này chứ ai. Mở cửa đi. Ủa, trời ơi, cái gì vậy vậy? Em bị sao vậy? Bị sao vậy? Trời ơi, đủ rồi, đủ. Hả? Em sao vậy? Em bị cái gì vậy đủ? Trời ơi, sao hả? Ai đánh em hay là bị té? Đủ rồi. Sao vậy? Có nặng không em? Cái gì vậy anh? Em có sao không? Anh cho em nói cho coi. Em bị cái gì vậy? Ai đánh em hả? Cho em nói coi. Con bị cái gì? Sao bị vậy không? Tại bệnh á. Là sao? Trời nội. Nội đánh hả? Đánh đâu mà đánh, trời ơi, tự nhiên đang xúc miệng ha. Đang xúc miệng, tự nhiên bị tạt một cái vô trong mặt nè. Nào là hả gạo nè, nào là tiết gà gì đó. Thấy gớm không? Vậy sao nãy mày không chịu lên tiếng? Con mắt ngậm nước muối mà sao con lên tiếng được? Ê trời ơi. Ủa, vậy tiếng khóc trong đêm là của ai? Hai người này ở đây rồi tiếng khóc là. Đừng nói mày nha Nhật. Con khóc. Mà vì sao con khóc? Con thấy ở trong nhà mình mọi người lo lắng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con nghĩ bà má con ở dưới quê không có ai chăm sóc hết. Con buồn quá. Lớn từng tuổi này mà không có lo được cho ba má. Tuổi thân phải không con? Ở bên vợ không? Biết rồi. Nhớ má phải không? Bà yêu anh nội ơi. Thôi. Mà con đâu có muốn. Thì công việc của con ở trên này chứ không? Trời ơi, thằng này nó có cái khóc mà kể ngộ ghê luôn. Nó lên xuống đều đặn luôn. Nói hết cho con. Thôi con, thôi con. Thôi đính đi con. Tiếng khóc của con á, làm kinh hoàng cả nhà luôn vậy đó. Thôi, biết rồi, nội thông cảm. Con xin lỗi. Trời ơi, thôi. Trời ơi, thằng này nó khóc nguyên đêm luôn ông nội. Tới giờ này nó vẫn còn khóc. Nín rồi. Nín đi con, nín đi. Đừng khóc nữa nha. Thôi. Ngưng được rồi con. Nội, vậy còn chiến dịch bắt ma của mình sao nội?
Ma đây nè, trong nhà không còn ma bắt gì nữa hả bác? Tuyên bố phá sản rồi.